cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Sau sự việc, cô giáo xin phụ huynh ủng hộ tiền mua laptop, ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương cùng một số ban ngành đã đến nhà nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ giáo viên. Ông Võ Cao Long, trưởng phòng giáo dục đào tạo quận 1 cho hay sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không bao che sai phạm, công khai, minh bạch, làm rõ thông tin dư luận. Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh, cô Đinh Thị Kim Thoa, phó hiệu trưởng trường tiểu học Trương Dương sẽ phụ trách giảng dạy lớp 4/3 từ ngày 1 tháng 10. Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương đã đề nghị cô Hạnh tường trình làm rõ những nội dung có liên quan đến cô đang được đăng tải trên mạng xã hội và nộp trước 9 giờ ngày 3 tháng 10. Theo ông Long, qua sự việc trên, Ủy ban nhân dân quận 1 đã giao cho phòng giáo dục đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc kiểm tra việc thu chi đầu năm của các trường học trên địa bàn. Thời gian tới, phòng giáo dục sẽ trực tiếp chỉ đạo phân công nhân sự nắm bắt nội dung của các cơ sở giáo dục để tháo gỡ vướng mắc, xử lý các vấn đề phát sinh. Bốn ngày sau khi sự việc cô giáo trường tiểu học Trương Dương quận 1 thành phố Hồ Chí Minh xin ủng hộ tiền mua máy tính được báo chí phản ánh, người cha bị hỏi phụ huynh của bé nào vẫn cảm thấy bất an, lo lắng. Anh Hoàng Nam là một trong ba người ấn nút bình chọn không đồng ý hỗ trợ tiền mua máy tính, laptop theo đề xuất của cô giáo TBH, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3 trường tiểu học Trương Dương quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Phụ huynh này cho biết bản thân ấn nút không đồng ý vì cho rằng việc phụ huynh hỗ trợ giáo viên mua máy tính cá nhân là không chính đáng. Là một phụ huynh, anh cũng lo sợ con bị phân biệt đối xử nếu cha mẹ nói khác ý cô giáo, đặc biệt khi cô giáo hỏi người ấn nút không đồng ý là phụ huynh của bé nào. Tâm lý sợ con bị đì, nói thật, tôi cũng có, vì con mới học lớp 4, chưa thể nhận thức được như người lớn. Vì thế, tôi vừa ấn nút không đồng ý, cô giáo đã hỏi là phụ huynh của bé nào, lúc đó tôi chỉ im lặng, anh Nam giải bày. Người cha nói thêm, cảm giác lúc đó vừa bực bội vừa sợ. Anh Hoàng Nam cho hay, phụ huynh chỉ mong nhà trường sớm đổi cô giáo khác, vì con học cô giáo này thì phụ huynh không còn an tâm nữa. Cô có những lời lẽ hành động không còn tin tưởng được nữa. Từ hôm phản ánh tới nay, tôi cảm thấy bất an, cũng sợ con sẽ bị để ý. Mong nhà trường sắp xếp một cô giáo có tâm có tầm, không để ý việc phụ huynh phản ánh chuyện không tốt của trường. Ngày mai, tạm thời, tôi vẫn cho con ở nhà đợi phương án chính thức từ phía nhà trường, người cha bày tỏ. Cùng tâm trạng, anh Nguyễn cũng áp lực khi thấy câu hỏi phụ huynh không đồng ý là cha mẹ của bé nào. Anh Nguyễn kể, khi anh bấm không đồng ý xong, cũng đã ân hận vì sợ con mình bị đì. Chưa kịp bấm bình chọn lại, cô giáo H đã hỏi luôn trong phụ huynh không đồng ý là phụ huynh của bé nào. Anh sốc hơn khi ngày hôm sau nghe con kể lại, trước mặt cả lớp, câu hỏi các con tên phụ huynh đã ấn không đồng ý là cha mẹ của bé nào. Con tôi đứng lên thưa là ba của con, sau đó con về kể, bị cô mắng chửi thậm tệ đến mức con run rẩy sợ hãi. Con về xin tôi nói ba đóng cho cô đi, nếu không con không dám đi học nữa, anh Nguyễn thuật lại. Trong khi đó, một phụ huynh khác đã ấn thay đổi ý kiến từ không đồng ý thành đồng ý sau câu hỏi trên của cô giáo. Nhiều phụ huynh của lớp 4/3 cũng trong cảm giác lo sợ mất lòng cô giáo nên có những việc dù không đồng thuận vẫn phải cố gắng. Điển hình là ngày 9 tháng 9, khi chỉ mới bắt đầu năm học được ít ngày, cô giáo H đã thông báo mở lớp dạy thêm ngay trong nhóm lớp để phụ huynh đăng ký. Khi giáo viên chủ nhiệm đã thông báo dạy thêm, làm sao phụ huynh nào không dám đăng ký, chị Hoa, một phụ huynh khác chia sẻ. Gần đây xuất hiện hàng loạt trang web chào mời kêu gọi người dân tham gia vào robot trí tuệ nhân tạo AI với lãi khủng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã cảnh báo đây là mô hình lừa đảo tiền đầu tư dưới dạng đa cấp. Lừa đảo 4.0 dưới vỏ bọc đầu tư tài chính. Thời gian gần đây xuất hiện hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép thông qua đầu tư vào robot AI trí tuệ nhân tạo robot. Trong đó, nổi cộng nhất là hệ thống AI Marketing đã khiến hàng chục nghìn nhà đầu tư tại Việt Nam mất trắng tài sản, lâm vào cảnh nợ nần. Mô hình đầu tư vào hệ thống AI Marketing đã xuất hiện tại Việt Nam trong nhiều năm qua và cũng đã được cơ quan chức năng cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo. Theo lời giới thiệu của anh Đặng Văn Minh Hà Nội, một nhà đầu tư AI Marketing,
Mô hình này thực chất là một hình thức tiếp thị tận dụng khái niệm và mô hình trí tuệ nhân tạo như máy móc và mạng bay để đạt được các mục tiêu tiếp thị. Sự khác biệt chính nằm ở phần lý luận cho thấy nó được thực hiện bởi máy tính và thuật toán thay vì con người. Mặc dù hình thức này có thể không xấu, nhưng khi vào Việt Nam, AI Marketing đã biến tướng trở thành hình thức lừa đảo kiểu mới hoạt động theo mô hình đa cấp trá hình. Người chơi có thể kiếm được nhiều loại phí hoa hồng từ việc phát sinh trong các đơn hàng hay các giao dịch tiền ảo, bao gồm cả phần hoa hồng thu được từ các khoản đầu tư của những người được lôi kéo vào sau theo phương thức đa cấp. Tất cả các dự án này đều có chương trình tiếp thị liên kết, tức là mỗi khi người chơi mời thêm được người mới F1 tham gia đầu tư hay giao dịch, người chơi đó trở thành đại lý cấp 3. Rồi từ F1 mời chào thêm người chơi mới khác, đại lý cấp 3 sẽ tiến dần lên cấp 2 và cấp 1, lợi nhuận chia sẻ hoa hồng trong các cấp đại lý từ 3 đến 12%. Sau khi trải qua các cấp đầu đến cấp 5, người chơi sẽ trả $500 để thuê robot AI trong 30 ngày và gửi đầu tư $10,000 vào hệ thống cho robot tự giao dịch. Sau 30 ngày, người chơi có thể thu về $4,950, khoảng 123,8 triệu đồng tiền lãi, tương đương lãi suất 49% tháng. Chưa kể hoa hồng của đại lý, nếu nhà đầu tư đó mời chào lôi kéo được nhiều người khác tham gia cùng, anh Bình chia sẻ. Bằng chương trình tiếp thị trên, AI Marketing đã thu hút hàng chục nghìn người tại Việt Nam tham gia. Đáng nói, mặc dù là đầu tư tài chính, nhưng người tham gia lại không cần có chút kiến thức tài chính nào. Thành viên đăng ký có thể thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, từ học sinh, sinh viên đến cụ già, từ thất nghiệp, lao động phổ thông đến nhân viên văn phòng công chức. Rủi ro là điều có thể dễ dàng nhận ra khi công ty thành lập của AI Marketing chỉ là một công ty đăng ký, ngành nghề kinh doanh quảng cáo ở Anh Quốc, không có thông tin cụ thể và không hề có văn phòng giao dịch hay chi nhánh ở Việt Nam. Hoặc như trang web của Snow AI cũng không hề có thông tin về công ty hay tổ chức đứng tên chịu trách nhiệm pháp lý. Người đứng sau các công ty này cũng không được công khai, không được pháp luật Việt Nam cấp phép. Trong khi đó, người chơi phải nộp tiền thật khi tham gia, nhưng kết quả ghi nhận trên hệ thống chỉ là tiền ảo ở dạng điểm số, ví điện tử mà không được đăng ký hay công nhận bởi cơ quan nhà nước. Một ngày nào đó, công ty và sàn giao dịch này bất ngờ thông báo ngừng hoạt động hoặc có thể vì là một lý do hacker tin tặc tấn công dẫn tới sập trang web, số tiền đổ vào trong đây của người chơi cũng sẽ bốc hơi theo. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương cảnh báo tình trạng một số cá nhân tổ chức mời chào đầu tư vào hệ thống thuê robot AI tự kiếm tiền. Theo Cục, hình thức kinh doanh này có dấu hiệu của phương thức đa cấp không phép. Qua quá trình xác minh, phòng điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phát hiện robot AI có khả năng thực hiện các tiếp thị liên kết trên Internet để quảng bá sản phẩm cho nhãn hàng hoặc giao dịch trên một số sàn tiền ảo, tiền điện tử. Tùy vào gói thuê robot AI, nhà đầu tư sẽ nhận hoa hồng từ việc phát sinh đơn hàng, giao dịch tiền ảo, tiền điện tử, cũng như hoa hồng từ các khoản đầu tư của người tham gia theo phương thức đa cấp. Khi tham gia vào mô hình này, người chơi sẽ phải bỏ tiền thật đầu tư, trong khi kết quả thu lại được hưởng chuyển hóa dưới dạng điểm số, Bitcoin, tiền ảo, ví điện tử, không được đăng ký hay công nhận bởi cơ quan nhà nước. Những phần thưởng ảo trên hệ thống có thể biến mất bất cứ lúc nào và khiến nhà đầu tư gặp thiệt hại về tài chính. Một số website, ứng dụng bị phản ánh bao gồm Zurguay, Zurguay.com, Zurguay.cc, Zurguay.net, InNetwork, AI.marketing, AIMarketing.link. Để tránh các rủi ro, thiệt hại về tài chính và pháp lý, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo người dân không tham gia đầu tư và phát triển các hệ thống trên. Luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi cho biết, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, có thể xử lý hình sự tới 5 năm tù giam. Đối với người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp mà chưa được cấp phép tại địa phương, sẽ bị xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.